chống lật cho lưỡi câu vô lục. Tại sao phải chống lật? Cái gọi là lật nghĩa là thế này. Ví dụ như cái lưỡi này, cái bộ lưỡi này là không có chống lật. Cái dây linh nó hay ở tình trạng như thế này. Đấy. Còn bộ này là có chống lật. Dây linh nó luôn luôn được giữ lên trên. Thì cái này gọi là chống lật. Đấy. Túm chặt ở cái chỗ này, bọc nó lại. Thì dây linh luôn luôn nó được đưa thẳng lên cao này. Còn cái này nó cứ nằm bẹp xuống. Bởi vậy khi ta ném ra, nó rất hay bị cái tình trạng là treo như thế này. Khi ta nắn thẳng ở trên, bình thường trước khi ném thì nó thế này. Thế nhưng khi ta ném ra rồi nó chạm mặt nước, nó trùng lại một cái thì nó mới bị thế này. Đấy là cái rất hay xảy ra. Vì thế người ta mới nghĩ ra cách làm cho nó vững cái này lại, nó không có đu đưa thế này nữa. Có nhiều người thì quấn thêm thật nhiều vòng cước vào đây cho nó cứng lên cũng được. Thế nhưng mà cái tốt nhất là ta làm như thế này. Và cái cách này cũng cực kỳ đơn giản. Đây là những cái chống lật của tôi với những cái cỡ khác nhau, dài ngắn khác nhau cho từng cái đĩa to đĩa nhỏ. Đấy, đĩa nhỏ thì chỉ cần ngắn thế này thôi, độ hơn cm, độ một, cái này độ 1,3 cm, cái này 1,5 cm. Đấy, nó cũng chỉ thế thôi là tối đa, chứ không nên dài quá nó lại đâm ra bị cứng. Đấy. Thế bây giờ tôi mới buộc cái này, buộc chống lật cho cái này. Cái này là cửa nó rộng nên mình chọn một cái dài 1,5. Trước hết ta có cái dây linh đây rồi. Đấy. Dây linh thì một đầu ta đã buộc bằng một cái vỏ dây điện rồi. Cái này chính là nhược điểm của lưỡi lục đấy. Cứ phải có cái này để cho nó dễ luồn, dễ thay thôi. Đấy. Trước khi buộc vào đây thì ta luôn một cái ghen chống lật vào. Đây là một cái chụp chì cỡ nhỏ. Cái này rất tốt. Luôn vào. Sau đó ta buộc bình thường. Cái này buộc lưỡi lục này buộc giống như buộc lưỡi câu thôi. Chả có gì phức tạp. Đấy. Giống như mọi cái buộc lưỡi câu khác. Đấy, ta buộc một cái nút bình thường như thế này, một cái nút chặt. Thế thôi, cực kỳ đơn giản. Đấy. Hết chặt ra xuống. Bây giờ nó, cái sợi dây này nó không thể vướng vào được nữa khi ta ném ra.
nó sẽ không gặp cái tình trạng như thế này nữa, bởi vì nó luôn 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 cao lên. Đấy. Nó cao lên, nó luôn luôn được nâng cao thế này. Đấy. Cái chuyện vướng ở đây là nó ít xảy ra. Đấy. Khi chạm mặt nước thì nó vẫn còn thế này. Thì muốn cho cái này chắc thì ta chỉ việc giỏ nó giọt keo rồi thôi. Đấy. Đây, chỉ việc giỏ giọt keo vào, cực kỳ đơn giản. Thế mà cái lưỡi câu nhỏ hơn thì ta, cái bộ lưỡi nhỏ hơn ta dùng cái ngắn hơn, bé hơn. Thực tế là vì vì khi đây, ngay cả khi đây là cái câu xa, câu tương đối xa cứ độ 2 thầm cần là chắc chắn phải có cái chống lật này, không có rất dễ vướng. Còn trừ khi ta câu ngay ở đầu cần, ngay ở đầu cần thì thế này là được rồi, chả cần phải chống lật gì cả, bởi vì nó lên thẳng, lúc nào ta cũng nhấc thẳng nó lên. Còn cái này thì nhiều khi ta nếu mà câu xa mà với những cái không có lật này, nhiều khi nó bị chéo hẳn, trong khi giật lên lưng chừng cũng đã có thể vướng rồi, chứ đừng nói là khi ném xuống. Đấy, thì nhiều bạn câu rất xa, còn câu đầu cần thì hoàn toàn không cần cái này. Và thậm chí câu đêm mà câu xa thì cái linh này cũng không còn quan trọng nữa. Đấy. Câu đêm hoặc nước đục thì bạn cứ buộc thẳng vào chụp cho tôi, móc luôn cái khóa vào vào đây là câu tốt. Đấy. Là cách buộc cái chống lật cho bộ lục.